đâu đó, người ta vẫn còn quan niệm bám vào nông nghiệp thì nghèo, nhưng tại mảnh đất Phú Tân thì ngược lại. Nghề trồng trọt cao su, cà phê, hồ tiêu, chanh gối vụ, chăn nuôi dê, ong đã làm cho nhà nhà ở đây vượt qua cái nghèo từ lâu lắm rồi và trở nên giàu mạnh từ nhiều năm qua. Lòng ta yêu say quê hương biết mấy đổi thay. Xóm Phú Tân tiền thân là một đội sản xuất cao su, cà phê thuộc nông trường Tây Hiếu 1. Một vùng đất đỏ ba gian trù phú với diện tích 330 ha. Nơi đây đã níu bước chân ở lại của nhiều người miền xuôi lên lập nghiệp. Ông Hoàng Thanh Thục, người dân miền biển Cát Trắng, lên xây dựng vùng kinh tế mới và lập gia đình ở xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Là công nhân nông trường Tây Hiếu 1, vợ chồng ông gắn bó với mảnh đất Phú Tân gần 50 năm nay. Ông đã chứng kiến sự đổi thay to lớn từ cái sức người bền bỉ gắn với lô đồi, cần cù chăm bẵm trên từng gốc cây, ngọn lá ngày qua ngày, đã làm nên một làng văn hóa Phú Tân rất giàu có về kinh tế. Mà gia đình ông cũng chính là một trải nghiệm sinh động trong làm ăn mở mang kinh tế. Vừa kinh doanh 1,6 hectare cao su, chanh, vừa nuôi ong lấy mật, nên gia đình ông Thục rất khá giả. Thu nhập kinh tế mỗi năm trung bình từ 350 đến 400 triệu đồng. Ở tuổi 70, nhưng ông Hoàng Thanh Thục hàng ngày vẫn lao động cần mẫn. Sau khi đến đây thì tôi thấy cái địa thế của đấy phát triển kinh tế rất tốt. Cho nên cái đất Phú Tân này nói riêng rất tốt. Mà chủ yếu là tập trung những cây công nghiệp như cao su, cà phê. Ngoài cây cao su, cà phê ra thì chúng tôi còn sản xuất cây màu và chăn nuôi. Thì trên cơ sở của cái đất phụ ba gian của Phú Quỳ này thì nó rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, nhất là hộ gia đình. Phú Tân có tới 240 hectare chuyên canh cao su, cà phê, chanh. Còn lại là đất thổ cư được kiến thiết theo kiểu nhà gắn với vườn. Vườn bao lấy nhà, vườn của các hộ dân xóm Phú Tân là vườn của năng suất cây trồng, hồ tiêu, cau, chuối, chè để kinh doanh. Tất cả là sự sống của cây trái bốn mùa. Nhiều năm qua, trên vùng đất lô đồi chuyên canh cây công nghiệp, để tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, bà con đã trồng sen cà phê, chanh cùng với cây cao su đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Người ta tính, trong khi cây cao su đang sinh trưởng, thì loại cây ngắn ngày như chanh sẽ cho thu hoạch trước nhiều vụ. Đến khi cây cao su đủ tuổi, thì chu kỳ khai thác cà phê, chanh kết thúc, người dân chuyển sang khai thác mù cao su. Đây là phương châm lấy ngắn nuôi dài khá ổn định và bền vững. Ở miền xuôi là thâm canh gối vụ hoa màu, lương thực. Ở Phú Tân là xen canh cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày. Với cách thức trồng trọt đó, đất đai không bao giờ bị bỏ trống một mùa nào, và người dân thì quanh năm có việc để làm, bám chặt vào vườn đồi để làm giàu. Chỉ tính riêng từ việc trồng chanh lấy quả, hộ ông Nguyễn Mạnh Đức mỗi năm đã có thu nhập 200 triệu đồng một hectare, chưa tính khoản thu nhập từ chiết cành giống để bán. Đối với cái chanh nói chung ở cái đất đỏ này nó cũng rất là thích hợp, vì chanh nó hợp với cái đất đỏ này. Mình mà chăm sóc tốt thì một hectare thường thường là cho ra trên 20 tấn. Thì nói chung ở đây là cái địa điểm chúng thu mua dễ, bán dễ, vì khách hàng là các nơi ở về đây là họ thu mua để đưa đi ra khắp các nơi. Dựa hoàn toàn vào nông nghiệp mà đời sống nhân dân xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa luôn ấm no, sung túc. Kinh tế vườn đồi, kinh tế từ vườn nhà, tất cả đều có thể tạo ra nhiều sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị. Từ những mùa hoa chanh, hoa cà phê, cao su và nhiều loại cây trái quanh năm mà người dân đã tạo dựng nghề nuôi ong, nay đã phát triển thành câu lạc bộ nuôi ong Phú Tân với 50 hội viên, với số lượng nuôi lên đến 500 đàn ong. Mỗi năm, sản lượng thu hoạch đạt 5 tấn mật cho giá trị thu nhập 2 tỷ đồng. Ở Phú Tân,
Ông Hồ Hữu Tài là một trong những người nuôi nhiều ong và có kinh nghiệm với nghề. Với ông, nuôi ong cũng là một hướng dễ làm ăn mà hiệu quả kinh tế lại cao. Nói tóm là cái nghề nuôi ong mà đối với gia đình của bác thì nó cảm thấy một năm thu nhập rất lớn, rất lớn. Theo tôi nhận định rằng như vậy tôi nuôi nghề con ong thì vậy, mỗi năm tôi cho tôi thu nhập bằng 5 đến 6 suất lương của những người bậc cao, lương cao. Theo tôi khẳng định là chắc chắn là như thế. Trong nhiều mô hình cây trồng vật nuôi thì riêng câu lạc bộ mô hình nuôi ong Phú Tân đã thu hút sự tham quan, tìm hiểu của các đoàn khách về thăm như Công ty Ong Trung ương, Bộ Tài chính, một số tỉnh trong nước. Năm 2013, từ kinh nghiệm và hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ nuôi ong Phú Tân đã được mời tham gia tư vấn kỹ thuật, giống nuôi cho dự án 028, một dự án phi chính phủ hỗ trợ cho các huyện miền núi tỉnh Nghệ An trong việc phát triển nghề nuôi ong để xóa đói giảm nghèo. Nhờ chỉ đạo đường lối của Đảng được tốt, cùng những nghị quyết của chi bộ, chi ủy, thì có những nhân dân đã tin tưởng vào sự chỉ đạo của chi bộ, đã tập trung vào thâm canh chăm sóc vườn cây cao su để là có sản phẩm thu hoạch, chăm sóc vào vườn chanh, vườn cà phê và trong đó phát triển thêm cái nghề chăn nuôi như nuôi ong và nuôi dê. Và hiện nay một số gia đình thì phát triển về chăn nuôi bò, ngày đó là đời sống nhân dân là ngày càng đưa lên là rất no đủ. Xóm Phú Tân là một điểm sáng kinh tế, một điển hình xóm nông nghiệp giàu có nhất của xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Với thu nhập bình quân đầu người là 20 triệu đồng một năm, sự đa dạng trong làm ăn của người dân với nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi đã dệt nên một bức tranh kinh tế tổng hợp. Ngoài chuyên canh cao su, cà phê, chanh trên đất đồi, thì kinh tế vườn nhà cũng là một cách làm ăn đem lại hiệu quả cho nhiều hộ dân. Việc phân công lao động trong mỗi gia đình thường là người trẻ tuổi, sung sức lao động, thường xuyên có mặt trên lô đồi. Người cao tuổi thì tập trung chăm sóc cho cây trồng, vật nuôi trong vườn tược nhà mình. Đó là cảnh sinh sống, làm lụng thường diễn ra hàng ngày của người dân xóm Phú Tân. Mỗi loại cây trồng, vật nuôi được lựa chọn để canh tác, chăn thả dưới bàn tay lao động chuyên cần, nên đã làm thay đổi đời sống kinh tế của bà con. Những ngôi nhà khang trang như thế này được xây dựng nên khiến cho diện mạo Phú Tân thêm sầm uất. Trong tổng số 220 hộ, 800 nhân khẩu thì chỉ có 2 hộ nghèo, còn lại là khá và giàu. Riêng gia đình của tôi thì cơ cấu của gia đình thì coi như là vừa lô đông kết hợp với là coi như là canh tác trong vườn. Coi như là quy hoạch chủ yếu là cái tiêu, vì là cái tiêu cỏ chanh cỏ, vì chăn nuôi dê cả mà về mọi cái ấy thì tuy là mùa màng có năm được năm mất, nhưng mà nói chung năm nào cũng được thu nhập ấy, mỗi cái mỗi tí thì cơ bản là cuộc sống trong gia đình thì là có ấy cũng đảm bảo. Đất đỏ Ba Gian Phú Tân thích hợp với nhiều loại cây trồng, nhưng chủ lực vẫn là cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê. Đất Phú Tân trước đây thuộc nông trường Tây Hiếu 1. Sau chính sách chuyển đổi từ đất sản xuất của nông trường cho hộ dân nhận khoán trồng, thì diện tích cao su, cà phê được mở rộng lên đáng kể. Hiện trên đất Phú Tân có 173 hectare cao su, 60 hectare cà phê. Hầu hết đều do người dân trồng kinh doanh và nhận khoán theo hình thức cung cấp sản phẩm cho nông trường. Nay đang vào mùa cạo mủ cao su, để lấy được nhựa cao su mà người ta mệnh danh nó là vàng trắng, đảm bảo chất lượng và số lượng, người dân Phú Tân đã phải thức dậy từ 2 giờ sáng để cạo mủ, và từ 6 giờ đến 8 giờ sáng là quãng thời gian để trút mủ đem bán. Công việc đó diễn ra thường nhật đối với các hộ trồng cao su. Nhiều thế hệ người dân Phủ Quỳ nói chung và xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa nói riêng đã gắn bó với cây cao su, xem nó
như là một loại cây trồng truyền thống của vùng đất này. Và trên thực tế đã đưa lại đời sống kinh tế ấm no cho họ. Ngày xưa là ông bà ta là cũng đã trồng cây cao su ở đây, trên đất này đấy rồi. Cho nên là dư là tôi cũng theo ngày xưa ông bà ta để lại. Cho nên là tôi vẫn tiếp tục theo là trồng cây cao su được lâu dài hơn và có hiệu quả, kinh tế cao. Xưa nay, Phú Tân được xem là vựa cao su cung cấp sản lượng mủ lớn nhất trong vùng cho nông trường Tây Hiếu 1. Một trong năm đơn vị trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê cao su Nghệ An. Về đổi Phú Tân thì là một trong những đơn vị thuộc nông trường quản lý. Chúng tôi đánh giá là về quy mô thì đây là một đổi tương đối lớn của nông trường. Riêng về cao su, riêng về cà phê ấy, là đổi lớn nhất của nông trường Tây 1 và cả công ty. Hàng năm thì đóng góp một cái khối lượng sản phẩm là chiếm khoảng 65% của nông trường và khoảng 55% của công ty. Các năm vừa rồi thì sự đóng góp của đội Phú Tân là rất đáng ghi nhận, kể cả nông trường và kể cả công ty, thể hiện là nhiều năm là cái đội tiên tiến xuất sắc của đơn vị tiếng 1 và của công ty cà phê của Nghệ An. Trong phát triển kinh tế, Phú Tân là một điểm sáng, một vùng nông nghiệp thuần túy mà đời sống rất giàu có so với khu vực nông thôn miền Tây tỉnh Nghệ An. Có nhiều hộ thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Trong đời sống văn hóa xã hội, Phú Tân còn nổi lên là một làng văn hóa thực thụ, được công nhận danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh từ năm 2001. Nhân dân Phú Tân tự hào phấn đấu đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào chiều sâu. Ngày mới trên đất Phú Tân luôn được bắt đầu bằng sự lao động nhẫn nại của người dân. Và bao giờ cũng thế, chiều xuống, Phú Tân lại như một ngày hội của các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, thu hút nhiều lứa tuổi từ trẻ đến người già, từ đàn ông đến phụ nữ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Tây Hiếu, đường nông thôn Phú Tân đã trải dài khắp xóm, môi trường sạch đẹp, góp phần cùng địa phương hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí. Phú Tân là một kiểu mẫu về xây dựng đời sống kinh tế của xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Xóm Phú Tân là một cái xóm mà phát triển kinh tế ở trên nhiều cái loại hình, nhiều cái mô hình, trong đó có nông nghiệp thì dựa trên các cái cây chủ lực cao su, cà phê, rồi chanh trái, rồi các cái vật nuôi chủ lực như là nuôi ong, nuôi dê. Thì như vậy là ở đối với lại một cái địa bàn, một cái xóm mà đã có nhiều cái loại hình và nhiều cái mô hình phát triển kinh tế như thế, thì phải nói ở đây là một trong những cái dấu hiệu tích cực, cũng như là một cái để rồi là đưa lại cái đời sống kinh tế cho nhân dân ở trên địa bàn nó ổn định và nó phát triển và đem lại được cái góp phần xóa đói giảm nghèo và nó phát triển cái đời sống kinh tế chung cho nhân dân của địa bàn đó. Có đất đai trù phú trải rộng, nhưng phải chăng cái sức người bền bỉ, đoàn kết, chuyên tâm, cần cù lao động và sáng tạo đã làm nên một làng văn hóa Phú Tân bình yên, no ấm, đủ đầy như hôm nay? Ngày mới ở Phú Tân không còn là sự trăn trở tìm hướng đi xóa đói giảm nghèo, mà mỗi ngày mới thức dậy, trên vùng đất này đang là những câu chuyện làm giàu được chính người dân kể bằng sự cần mẫn trên vườn tược lô đồi trước ánh bình minh.